con ô tô điện 4 động cơ DLX6688, và các bạn cùng theo mình để mở hộp cái con ô tô điện này nhé. Sau khi chúng ta mở hộp thì bây giờ chúng ta sẽ ráp bánh sau của xe điện. Đầu tiên là mình đã thấy chúng ta thấy cái bánh xe, mình sẽ đưa cái mặt trong của cái bánh xe vào đúng cái khớp nan hoa của cái động cơ. Đây, bạn chỉ cần nhấn vào để đúng cái khớp của nó và bạn ấn nó vào cho nó đúng khớp của nó. Đấy, ấn vào bằng xoay một chút xíu là nó sẽ vừa vặn cái khớp của nó. Sau đó bạn sẽ dùng hai hoặc ba cái lông đền để mà chèn vào trong cái trục sắt của cái bánh xe, để cho cái bánh xe nó được bóp và chặt. Sau đó chúng ta sẽ khóa một cái khóa gài. Đây, chúng ta sẽ khóa một khóa gài gài xuyên qua cái lỗ trên cái cây sắt của cái bánh xe. Chúng ta sẽ có một cái gài đó xuyên qua cây sắt của bánh xe. Như những cái này để giúp cố định lại cái bánh xe. Sau khi chúng ta xuyên qua rồi thì chúng ta sẽ bẻ cái khóa gài đó ôm sát vào cái thanh sắt để mà có giúp cho cái khóa gài không bị tụt ra và tránh được cái bánh xe và sẽ bị bong ra sau trong quá trình mình di chuyển. Đây các bạn, và chúng ta theo dõi coi quá trình ráp như thế nào. Sau khi chúng ta lắp xong bánh xe, đến phần chúng ta sẽ ốp cái miếng này lên bên ngoài của cái bánh xe, giúp cho bánh xe thêm phần thẩm mỹ. Tương tự đối với các bánh xe khác, cái ba bánh còn lại thì mình cũng ráp giống như bánh này, tương tự như vậy thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ gắn vô lăng của bánh xe. Vô lăng của bánh xe thì có một cái cọc dây, chúng ta sẽ gắn cọc dây này nối với cọc dây chờ sẵn của thân xe, và sau đó chúng ta sẽ xuyên một con ốc qua cái lỗ và chúng ta sẽ dùng tua vít siết nó lại, thế là xong. Rất là đơn giản nha các bạn, cái vô lăng này không có gì khó phức tạp cả. Tiếp đến là hộp đựng đồ ở phía sau đuôi xe. Hộp đựng đồ này gắn cũng rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần siết ốc lại những phần mà cần thiết thôi là chúng ta đã gắn được cái hộp đựng đồ này rồi, không có gì khó cả. Tiếp theo là hai miếng bên hai bên của thành xe. Thì đối với một miếng thì chúng ta chỉ cần nhấn và gài xuống thôi. Đó. Và còn một miếng thì chúng ta lưu ý là một miếng còn lại là sẽ có hai đầu dây chờ đó. Một đầu chúng ta sẽ đưa vào cái lỗ. Đó. Chúng ta sẽ bỏ vào cái lỗ và đây một đầu chúng ta sẽ đưa vào cái lỗ và truyền vào cái lỗ bên đây. Thông vào cái lỗ qua bên đây để mà nối với cái một cọng dây chờ sẵn ở trong cái hộp bộ hệ thống của xe. Đấy các bạn thấy, chúng ta nối vô cái bộ chờ sẵn đó. Chúng ta nói là cách đó để làm gì? Chúng ta để là truyền điện để mà bật để truyền điện cho cái bộ phận đèn ở phía sau đuôi xe. Đấy các bạn, đây một lát nữa cho các bạn sẽ thấy cái công việc này nói để coi là có mục đích gì. Có nghĩa là chúng ta sẽ nối điện để truyền điện cho cái bộ phận đèn ở phía sau xe. Đây, thêm một cái cọng dây chờ nữa, và cọng dây chờ này chúng ta sẽ nối với lại cái bộ phận đèn đèn phía sau đuôi. Đây các bạn thấy,
Đầu phía sau tôi có một cái cọng dây nữa, chúng ta sẽ nối với cọng dây đó để cung cấp điện cho cái bộ phận đèn đó. Sau cùng là chúng ta sẽ gắn cái ghế lên trên xe. Thì chúng ta lưu ý trên cái thành ghế có hai cái gờ, chúng ta sẽ móc cái hai cái gờ đó và hai cái lỗ ở trên xe để cho xe nó khớp xuống và bắt vào bằng dàn ốc thôi. Đây cái miếng ốc chúng ta gắn vào và dàn ốc rất là đơn giản nha các bạn. Và đây là thành quả nhé mọi người, một chiếc xe ô tô điện 4 động cơ DLI-6688 hoàn chỉnh nha các bạn. Sau khi chúng ta đã lắp xong, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của kênh của